và hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình Không Cần TV đây bạn ơi. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng với Sammy, Simmy và Kyron, bọn mình sẽ cùng nhau thực hiện một cái thử thách vô cùng vui. Đó chính là thử thách truy tìm kho báu Marimba. Ngày hôm nay như bạn đang thấy ở đây, mình đang có rất là nhiều bánh Marimba tại đây. Thì những hộp bánh này sẽ là kho báu của chúng ta ngày hôm nay mọi người ạ. Thì mình sẽ cho bạn xem đây, ở đằng sau mỗi hộp bánh của chúng ta khi bạn mua tại cửa hàng sẽ có rất là nhiều những con siêu mô hình lắp ráp ở đằng sau như thế này. Đây, đây những con mô hình mà bạn có thể cắt ra để lắp ráp. Mỗi một hộp bánh như thế này là một con mô hình. Mấy bạn nào mà muốn có nguyên một đội quân lắp ráp như thế này thì nhớ là mua thật là nhiều bánh để cùng săn mô hình với mình nha. Ok, và ngày hôm nay mình sẽ cùng với lại Kyron, Simmy và Sammy, bọn mình sẽ cùng nhau đi kiếm những hộp bánh này. Đây sẽ là những cái kho báu ở trong nhà. Và thể loại trò chơi của ngày hôm nay sẽ đơn giản thôi, đó chính là mình sẽ sử dụng những hộp bánh này và nhờ một cái người nào đó ở trong Gaming House của mình đi giấu những cái hộp bánh này ở trong Gaming House, ở trong phòng của tất cả những YouTuber, những streamer của Hero Team, và bọn mình sẽ cùng nhau đi kiếm. Và nếu như người nào mà kiếm được nhiều bánh nhất thì người đó sẽ trở thành là người chiến thắng và sẽ được một cái phần thưởng vô cùng hấp dẫn, đó chính là 100 hộp bánh Marimba đây. Wow. Đây sau này đó bạn. Ôi nhớ. 100 hộp bánh Marimba đó. Còn người thua cuộc thì sao? Người thua cuộc sẽ phải mua lại 100 hộp bánh và đi phát cho toàn bộ Gaming House ăn. Đó. Hiểu không? Hiểu không? Người chiến thắng sẽ được 100 hộp, còn người thua là phải bỏ tiền ra mua 100 hộp để mời tất cả mọi người ăn. À, nghe hấp dẫn đúng không? Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào trò chơi nha các bạn nha. Và mình sẽ nhờ một người nào đó đem giấu những hộp bánh này. Bắt đầu thế nào? Let's go! Let's go! Yeah. Ok mọi người, cái nhiệm vụ của mình là rất là đơn giản luôn, đó chính là Phong kêu tôi là đi giấu những cái hộp bánh Marimba này trong tất cả cái phòng của Gaming House luôn. Mà đặc biệt là Phong nói với tôi là giấu phải là thật là kỹ nha mọi người ơi. Tôi sẽ để ở đây luôn anh em ơi. Đó, tôi sẽ để ở đây luôn. Rồi, tiếp theo đó chính là phòng của Mora mọi người ơi. Đây, 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 trong phòng của Mora là tôi sẽ để trong cái hộp này nha mọi người. Trời ơi là trời, giấu kiểu này sao không có tìm ra ta? Đấy, tôi sẽ vào phòng của bạn bé và tôi giấu nha mọi người. Marimba sẽ được giấu sau cái gương nha mọi người ơi. Đó, tôi sẽ để sau cái gương này nha mọi người. Rồi, ok ok. Đấy, anh em ơi, phòng tiếp theo Marimba sẽ được giấu tại phòng của Ruby nha mọi người. Đây, vô đây. Tôi sẽ giấu cực kỳ kỹ luôn nha mọi người. Đó, tôi che lại. Đấy, thấy chưa? Rồi, xong. Quá trời kỹ luôn em ơi. Rồi, đây, phòng cuối cùng của người cuối cùng đó chính là phòng của Yamun nha mọi người. Vô đây. Có một cái chỗ mà Marimba có thể giấu vô đây được anh em ơi. Đó chính là trong đây nè. Camui chào mọi người đi Camui. Đây, Marimba là tôi sẽ giấu đâu trong phòng Camui ta. Đó chính là giấu trên góc nha mọi người. Đây, cái ông Phong Cận là ổng cao cực kỳ luôn, nhưng mà tôi giao giấu trên góc này tôi bảo đảm với mọi người luôn là ông Phong Cận không thể nào mà tìm được anh em ơi. Bây giờ là tôi sẽ giấu ở đây. Ở đây còn 4 hộp nha, tôi sẽ giấu cực kỳ kỹ luôn. Đầu tiên, nãy giờ tôi mang nãy giờ đó chính là cái tủ này nè mọi người. Tôi là tôi cứ thích giấu đâu cho khó cho ông Phong Cận khỏi tìm nha mọi người. Đây ở trên đây nha mọi người. Đấy, để Marimba nhưng mà giấu đây nha mọi người. Đó. Ok, cái nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất cho mọi người đó là tôi cứ để đây thôi. Đấy, chắc chắn là những cái chỗ này Sam với Sim là không tìm đâu mọi người. Còn hộp cuối cùng à đây, ở đây có cái ví của Quang nè anh em ơi. Đấy, tôi cứ bỏ vô thôi nha mọi người. Để đây nha anh em ơi. Ok, và bây giờ lên cho Phong tìm nha anh em ơi. Đi. Rồi, ok mọi người ơi, thì Mai vừa rồi đã đem giấu những cái hộp bánh ở khắp Gaming House rồi. Bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau đi kiếm nha. Mọi người sẵn sàng chưa mọi người? Let's go. Let's go. Rồi ok. Chuẩn bị. Ê Sam ơi, chưa Sam ơi, gì chạy chạy trước hay sao? Đang đếm mà. Dằn quá. 1 2 3 đi kìa. Go 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 go. Lần này mình sẽ chiến thắng. Dẹp dẹp dẹp. Đi nha. Dẹp. Ủa dẹp rồi, ủa mình dẹp cho đi dẹp mà. Mình nghĩ đầu tiên mình sẽ kiếm ở trong phòng là phòng của mình. Bây giờ mình đang ở ngay phòng của. Ờ, hello Sam. Hello. À, mà giấu hộp bánh đâu ta? Ồ. Mày cứ khó nhỉ. Giấu đâu vậy đây, giấu chơi giấu kiểu vậy. Có nè mọi người ơi, có là có. Anh ơi, cho mọi coi dầu bánh ở chỗ này không? Coi dầu bánh không? Không. Không hả? Đúng rồi. Chắc chưa? Chắc. Hay là ở trong này nha. Mình thấy rồi bạn ơi, ở bên dưới này. Hai hộp luôn bạn ơi, hai hộp. Hai hộp. Ai mà sẽ gợi ý nhanh mọi người nha. Rồi. Nó sẽ nằm xung quanh cái khu này. Ok. Ui. Ôi vậy? Mình nghĩ là mình sẽ xuống dưới khối văn phòng để mình kiếm bên dưới. Kiếm thêm, kiếm thêm, kiếm thêm, kiếm càng nhiều càng tốt. Chỗ nào đó, trời ơi. Là... Chụp này không nhỉ? Baby boy. Oh my god, nó được giấu bên sau cái nút bạc của Ruby rồi các bạn ơi. Ôi, ông mày làm giấu tinh tế thế. Hay cho hộp tủ nha. Em không nha, quậy đồ của chị là luôn không thể xin nước phải dọn lại nha. Em xin
lỗi Mui, nhưng mà em đang kiếm người thích kiếm kho báu. Yeah, cuối cùng cũng đã kiếm được một hộp mà Reboy. Hay là mình ở đây luôn các bạn, mình không khỏi đi kiếm nữa. Còn các bạn biết không, giờ cái công ty Hero Media nó rất là kiểu rất là to luôn các bạn ơi, nên là mình chạy rất là mệt luôn á, nên là mình sẽ ngồi đây mình ăn và mình tâm sự với mọi người nha. Các bạn biết không, hồi nhỏ thì các bạn có thể thấy được đó là một ngày của chúng ta nó rất là dài. Mình đây là mình tâm sự lọc với các bạn thôi, nhưng mà sau này khi mà các bạn lớn lên rồi á, các bạn thấy là một ngày của các bạn chỉ có 24 giờ thôi. Mở tiền là 2 hộp rồi các bạn. Mình sẽ kiếm bên dưới văn phòng của anh em. Mình cá chắc bên dưới này phải không anh? Bù ơi, bù. Em biết bánh cho nào chỉ anh đi, anh cho 500 ngàn. Cho bụng em nè. Giống như là những cái thời gian mà thời thanh xuân chúng ta đã đi qua, mà thời thanh xuân mà nó không trở lại rồi á, thì một ngày cũng có 24 giờ. Cái chuyện này mình nghĩ xong đi với con Hạnh đang ngoài kia đang gọi là rất là căng thẳng ấy mà. Còn mình vẫn ngoài đây chiêu. Rồi, giờ mới để ý là trên mỗi cái hộp bánh như thế này nó sẽ có những cái hình của các nhân vật luôn nha các bạn. Wow. Ngon thật sự. Ai giấu bánh không? Đúng rồi. Đúng rồi, vậy. Ok. Yes. Ok, cảm ơn. Tôi Hai trên đây nè. Bao nhiêu? What the hell? Tại sao vậy? Cái thật. Ai lừa chị? Tại sao lại lừa em? Có nhiều bánh không? Không. Từ nãy giờ mình đi kiếm rất là mệt. Vòng cây đâu nằm đây để ông ăn. Để thôi đi coi. Sao? Một ngày có 24 giờ. Nó vẫn là khoảng thời gian mà. Anh ơi. Mọi người đã vô phòng bạn kiếm chưa? Chưa. Chưa đúng không? Ê, đi đâu vậy? Từ từ. Bọn mình đang kiếm bánh. Không có gì trong đây thiệt mà tự nhiên vô phòng người ta con gái mà thấy thằng đi vô đây làm gì? Ủa, có thiệt là trong đó không có bánh đâu vậy? Thiệt. Tự nhiên cái nhà vô phòng mình ơi. Trời ơi, được 3. Ôi, sao được 3 cái luôn rồi bạn ơi? Sao giờ sao quay sao? Đây. Thế được 3 cái luôn, được mấy cái rồi? 1 cái. Rồi xong. Oh no. Xem mấy cái rồi? Luôn. Thiếu vậy là còn... Vậy là hiện tại bây giờ đang có 5 nè. Xuyên nữa là 7. Còn 1 cái nữa. Còn 1 cái nữa. À không, 10 cái lần mà. 10 cái là sao á? Vậy là giữa phòng editor còn không? Em là editor chị đây, phải nói chỗ anh đi. Ok. Là còn ai ta? Mình sẽ vô kiếm phòng ai nhé. Còn 1 hộp. Chắc chắn. Em lừa em hả? Mọi người sao vô phòng editor cảm giác cười gian lắm bạn. Mình nó quẹn á. Mình chỉ mới kiếm được 2 hộp thôi. Mình nghĩ rằng là mình cần 2 từ. Có khi nào giấu ở trên cao mình không biết không ta? Mình biết ngay mà. Các bạn ơi, mình biết ngay là ở trên cao. Lợi thế của những người 1m8 đó các bạn ạ. Ủa, 3 hộp. Trời, giấu anh em nội tôi không kiếm được nữa. Tại mấy bạn không động não thôi. Thôi 2 hộp cũng được, nói chung cũng được, 2 hộp cũng được. Ôi ơi, thôi được rồi, hết rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau lên xem coi mọi người kiếm được bao nhiêu nha. Và sẽ tiếp tục với bạn 2 nha. Rồi ok các bạn ơi, thì sau trận đấu mình đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Mình kiếm được 3 hộp. Mai giấu rất là kinh khủng nha. Simi kiếm được mấy hộp Sim? 1 hộp. 1 hộp hả? Sam mày kiếm được mấy hộp nè Sam? 3 hộp. 3 hộp. Kai kiếm được mấy hộp? 2 hộp. Vậy là chúng ta đã tìm được người thua cuộc, đó chính là Simi nha các bạn nha. Màn này Simi đã thua. Ok. Không sao cả, xin vẫn còn 1 màn nữa để cứu vớt, yên tâm. Rồi ok bạn ơi, thì bây giờ 2 người thua cuộc đó chính là Simi và Kyron. Trời ơi, đúng một cặp đôi luôn các bạn ạ. Và nhiệm vụ của 2 người bây giờ sẽ là gì? Mình sẽ cho bạn biết nha. Bây giờ bạn đang thấy thì ở đây mình đang có một cái rương các bạn ạ. Và trong cái rương này sẽ có rất là nhiều những cái con mô hình giấy đằng sau những chiếc hộp bánh. Mấy bạn chỉ cần mua những hộp bánh Marine Boy này, đằng sau sẽ có rất nhiều mô hình giấy cho các bạn có thể thỏa sức sáng tạo để lắp ráp thành một cái đội quân của mấy bạn nha. Ok, thì mình đã cắt ra sẵn rồi. Mình đã bỏ ở đây một đống luôn nè các bạn ơi, rất là nhiều luôn. Đã.
đấy thì mình sẽ bỏ vào bên trong cái rương này, và nhiệm vụ của Sim và Kai là sẽ phải tìm ra đúng con nhân vật đó, sau đó rắc ráp nó thành một con mô hình giấy hoàn chỉnh để coi coi trong hai người ai sẽ là người giành chiến thắng đây nha. Let's go. À quên, trước khi bắt đầu các bạn hãy nhớ comment lại cho mình biết các bạn nghĩ ai sẽ là người giành chiến thắng nha. Let's go. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bóc nha, hai bạn chuẩn bị chưa? Rồi luôn bạn ơi, let's go. Rồi mình sẽ thò tay vô đây, mình sẽ bóc đại một con nhân vật nào đó nha các bạn nha. Để xem coi. Ồ, con sẽ nhắm mắt không, tôi sẽ bóc random chứ. Rồi ok, bóc random luôn. Rồi ok. Mình đã bóc được một con nhân vật các bạn ơi, mình sẽ cho các bạn coi nhân vật là nhân vật gì nha. Đây, đây chính là nhân vật của chúng ta nè các bạn. Đấy. Và nhân vật mà hai bạn cần phải kiếm chính là tên nè. Cố lên, hai bạn ơi, cố lên. Mình cũng chưa tìm thấy nữa. Không có cái nào luôn á. Khó à. À đây, mình thấy rồi. Đây. Đâu. À, Kai kiếm được rồi. Ủa, không có thứ hai. Ok, bây giờ mình sẽ lắc cho các bạn ơi. Thôi được rồi, nếu như Kai kiếm được rồi á thì mình nghĩ rằng là Simmy là con gái nên Kai quyết định nhường Sim không? Cho Sim kiếm một con khác. Được, ok. Ok rồi. Mình không làm được hả? Bây giờ Simmy có thể quyền chọn một con khác nha. Đây, bây giờ mình sẽ chọn con này. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đếm từ 1 đến 3 và hai bạn sẽ cùng nhau lắp để coi ai sẽ lắp hoàn thành trước nha. Rồi, hai bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu. Hiện tại bạn đang thấy là hai bên đang rất là căng thẳng luôn. Simmy thì mình nghĩ có vẻ là Sim sẽ là một người rắp ráp, có vẻ là đỉnh hơn Kai á, mặc dù Kai là con trai nhưng mà Kai lại không được khéo tay mọi người ạ. Đỉnh hơn là đỉnh hơn thế nào? Kai không được khéo tay cho lắm, từ nãy giờ Kai vẫn đang luống cuống. Còn riêng Sim thì Sim vẫn rất là bình tĩnh mọi người ơi, nhìn nè. Đó, hay quá Sim ơi. Có đâu. Thật ra mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của mình rồi. Ok, bây giờ mọi người đã hoàn thành xong chưa? Xong rồi. Xong rồi đúng không? Cả hai đã đều hoàn thành xong. Bây giờ mọi người để lên trên bàn để cho Phong xem và chấm điểm nha. Ok, thì đầu tiên mình sẽ chấm điểm của Sim trước. Ê. Mình lắp sai tỷ lệ rồi, nhưng mà mình lắp sai cái khung, nhưng mà cái này là đúng. Tức là 1, 2, 3, tức là mặt sau mặt trước đều có nha. Đó, mặt trước nè, mặt sau nè, không được mặt sau đi. Mặt sau cũng đều có nè. Wow, đây Simmy đã lắp như thế này nè các bạn. Đấy, mấy bạn nhớ chấm điểm giúp cho Phong coi Simmy có lắp đúng hay chưa nha. Đó, ok. Rồi, và tiếp theo là Kai. Như là mình thấy mình hơi sai sai làm sao các bạn ơi. Kai hả? Mình thấy là cái mặt này đẹp nè. Nhưng mà sao mình thấy tự nhiên nó ra hai con luôn Kai? Mình cũng thấy nó hơi sai sai. Một giống như kiểu một con đứng phía trước, một con núp phía sau á. Hình như hơi sai sai, hình như là theo như là nếu mà mình phải lắp giống Sim ấy nó mới đúng, còn cái này mình đang lắp kiểu. Ok rồi, bây giờ Simmy hãy đưa con của Sim ra cho mình xem coi. Vâng, và đây mấy bạn có thể thấy đây chính là hai con của Simmy và Kyron. Thì các bạn hãy thử bình luận ở bên dưới coi các bạn nghĩ rằng ai là người gắp đúng và ai là người giành chiến thắng nha. Bây giờ mình với Sammy sẽ cùng nhau chấm điểm nha các bạn. Ok bạn ơi, thì đây chính là hai con nhân vật của Simmy và Kyron. Thì sau một thời gian bọn mình chấm điểm với nhau thì như mà mình thấy thì Simmy đã lắp đúng tỷ lệ của nó là 1, 2, 3, còn Kyron thì đã lắp sai ngược lại là 3, 2, 1 các bạn ạ. À, có nghĩa là như thế nào mình sẽ hướng dẫn cho bạn xem để bạn biết được ai là người giành chiến thắng nha. Thì để có thể lắp ráp được cái con mô hình này á, đơn giản thôi, đầu tiên các bạn chỉ cần cắt ra 3 phần cơ thể của con nhân vật này. Đầu tiên là số 1 ở bên dưới nè, bạn có thể thấy số 1 nè, số 2 nè và số 3. Đấy, và sau đó là thêm hai cái đế đứng để cho con nhân vật đứng lên nữa. Thì mấy bạn chỉ cần lắp như thế này. Đầu tiên mấy bạn lấy cái cục đứng của nó ra trước. Mấy bạn sẽ dùng con số 1 trước để các bạn lắp về phía trước nha. Đây, sẽ lắp vào. Đó, sau đó bạn lắp thêm cái chân bên này nữa. Sau khi lắp xong cái phần cơ thể số 1 vào rồi, các bạn sẽ lắp phần cơ thể số 2 nha. Và sau khi lắp xong phần cơ thể số 2, mấy bạn sẽ lắp đến phần cơ thể số 3. Và mấy bạn nhớ là phần cơ thể này các bạn phải lắp ngược lại nha. Đến đây mà mình đã hoàn thành xong rồi nè. Sau khi hoàn thành xong, các bạn chỉ cần nhìn thấy là nó đã lắp được như thế này, theo số thứ tự là 1, 2, 3. Và đằng sau là như thế này, đằng trước là như thế này. Đó, ok bạn ơi, và vừa rồi các bạn đã đoán được ai đã là người giành chiến thắng chưa? Thì mình xin tuyên bố, người giành chiến thắng của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Simmy. Bộ mô hình này đây. Mình hiểu rồi, mình sẽ là người đồng ý. Ok, bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại em những video lần sau nha. Nhớ cho mình Baby Boy nha. Bye bye.
các bạn ơi, hiện tại đang diễn ra một mini game dành cho tất cả các bạn fan của Marine Boy. Cách tham gia thì siêu dễ luôn nha, chỉ cần sáng tạo và chia sẻ một video lên YouTube cùng với hộp bánh Marine Boy. 1. Review hộp bánh, hướng dẫn cách lắp ghép mô hình. 2. Kể chuyện cùng mô hình và hộp bánh Marine Boy. 3. Cầm hộp bánh mô hình nhảy trên nền nhạc Marine Boy, chiến đội cơ giới đại chiến zombie. 4. Khoe bộ sưu tập Marine Boy chẳng hạn. Thời gian của sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 9 đến 15 tháng 10. Lưu ý, clip phải có hashtag Marine Boy, chiến đội cơ giới. 20 video có lượt view cao nhất sẽ nhận được 40 phần quà hấp dẫn đến từ Marine Boy đó nha. Kết quả sẽ được công bố ở trên một cộng đồng kênh YouTube Anh Orion TV và Facebook Orion Việt Nam đó nha. Tức là mỗi bạn sẽ được 2 phần quà siêu khủng, quá là đã luôn ấy chứ. Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay nào các bạn ơi.